Thưa quý vị, sau nhiều ngày bị tạm dừng hoạt động, ngày 19 tháng 4, trạm cấp nước Đạ Mơ Ri, thị trấn Đạ Mơ Ri, huyện Đạ Hoai, tỉnh Lâm Đồng đã hoạt động trở lại để cấp nước sinh hoạt cho người dân. Tuy nhiên, thì do nguồn nước khan hiếm nên việc cấp nước tại trạm cấp nước Đạ Mơ Ri cũng chỉ đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu của người dân địa phương. Như truyền hình nhân dân đã thông tin, ngày 16 tháng 4, nhà máy nước Đạ Hoai thuộc công ty cổ phần cấp thoát nước Lâm Đồng đã tạm ngừng cung cấp nước sinh hoạt trong thời điểm mùa khô hạn trên địa bàn thị trấn Đạ Mơ Ri. Nguyên nhân là do suối Đạ Mơ Ri đã khô kiệt, không có nước để cung cấp cho trạm cấp nước sinh hoạt Đạ Mơ Ri, khiến hơn 700 hộ dân lâm vào cảnh thiếu nước trầm trọng. Để trạm cấp nước vận hành trở lại, các cơ quan chức năng đã huy động hàng chục người và phương tiện máy móc khơi thông lòng suối, đồng thời kéo hơn 600 mét ống đấu nối từ thượng nguồn suối Đạ Mơ Ri về trạm cấp nước Đạ Mơ Ri. Sau khi qua xử lý, nước được bơm tải theo hệ thống đường ống của trạm cấp nước đến các hộ dân. Tuy nhiên, do tình hình khô hạn, nước khan hiếm nên lượng nước khai thác của trạm cấp nước còn hạn chế, chưa thể đáp ứng nhu cầu cùng lúc cho hơn 700 hộ dân đang sử dụng nguồn nước sạch sinh hoạt từ trạm cấp nước. Trường hợp mà tiếp tục khô hạn kéo dài thì huyện cũng đã có phương án với nhà máy nước sử dụng một nguồn nước mới từ phía bên khu vực suối lạnh bên tổ dân phố 8 chảy về, đảm bảo cho cái nguồn nước cho toàn bộ của cái nhân dân trên địa bàn thị trấn. Thì còn trong thời gian tới thì nếu tiếp tục khô hạn thì sẽ tuyên truyền vận động các hộ dân sử dụng tiết kiệm để đảm bảo đủ nguồn nước sinh hoạt. Hiện tại, trạm cấp nước Đạ Mơ Ri chỉ đạt công suất cấp nước từ 180 cho đến 200 mét khối một ngày đêm. Để bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho người dân, hiện tại địa phương đang tiếp tục vận chuyển, tiếp nước miễn phí cho người dân. Ngày hôm nay, tại khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, Ban chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hậu Giang đã tổ chức diễn tập thao tác chữa cháy rừng theo tình huống giả định. Theo tình huống giả định, khi phát hiện có điểm cháy tại khoảnh 72, người trực quan sát camera báo cáo về trạm bảo vệ rừng Long Phụng để kiểm tra hiện trường, đồng thời báo động cháy cho Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng khu bảo tồn để điều động các lực lượng tham gia chữa cháy. Với sự chủ động, cơ động nhanh nhẹn ở các khâu tổ chức, sau khoảng 2 giờ triển khai các biện pháp chữa cháy rừng, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Buổi diễn tập nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác của các đơn vị chủ rừng và quần chúng nhân dân trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, nâng cao năng lực chỉ huy, kỹ năng, kỹ thuật chữa cháy tại chỗ, từ đó làm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy rừng gây ra. Cũng như nâng cao khả năng phối hợp giữa các lực lượng liên ngành công an, quân sự, kiểm lâm và đơn vị chủ rừng trong chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới Sáng tạo Thế giới năm 2024. Nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của sáng tạo và đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng xã hội bền vững và thúc đẩy sự phát triển mọi mặt của con người, ngày 21 tháng 4 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn làm Ngày Sáng tạo và Đổi mới Sáng tạo Thế giới. Đây là năm thứ ba Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới Sáng tạo Thế giới, với mục tiêu tạo sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng, kêu gọi các tổ chức cá nhân cùng chung tay thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia với sự gắn kết chặt chẽ giữa khu vực nhà nước, khu vực sản xuất, kinh doanh, đầu tư, khu vực nghiên cứu, giáo dục, đào tạo và xã hội. Nhân dịp này, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phát động nhiều hoạt động hưởng ứng nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam.